thực hiện kết luận thanh tra số 3029 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp lập thủ tục thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trồng lấn lên diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp cho biết đang phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy số 1 để tiến hành lập thủ tục giao trả đất về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo phương án số 220 về việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công của cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Để đủ cơ sở lập thủ tục thu hồi đất theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ sở cai nghiện ma túy số 1 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp và các đơn vị có liên quan tiến hành lập bản trích đo hoặc trích lục địa chính đối với diện tích đề nghị giao trả về địa phương quản lý, bố trí sử dụng, trong đó có diện tích của 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn lên diện tích đất đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp tiến hành rà soát nguồn gốc, hiện trạng, thời điểm sử dụng đất, hồ sơ pháp lý có liên quan đối với diện tích cơ sở cai nghiện ma túy số 1 giao trả về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo kết luận thanh tra số 3029 ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân huyện đã tổ chức cuộc họp mời các phòng ban chuyên môn và ban giám đốc trường cai nghiện số 1 của lực lượng thanh niên xung phong Hồ Chí Minh để thống nhất cái phương án cách làm để khắc phục cái hạn chế này. Thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo phòng tài nguyên phối hợp với ban giám đốc trường 1 xác định lại cái nguồn gốc, cái diện tích, cái lô thửa của các hộ dân và cái thời gian sử dụng đất ở khu vực này như thế nào. Và phối hợp với ban giám đốc trường 1 có báo cáo tổng hợp về diện tích 192 cái bìa này để báo cáo Sở Tài nguyên tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hồi cái phần đất này giao về cho địa phương quản lý và sử dụng. Về xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến việc cấp 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lấn lên diện tích đất đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp cho biết đang chỉ đạo phòng nội vụ tham mưu thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ. Từ năm 96 cho đến 2018, trong đó có một số cán bộ lãnh đạo quản lý và các phòng ban chuyên môn chức năng, kể cả các xã phường thị trấn, thì Ủy ban dân huyện đã báo cáo cho ban thường vụ huyện ủy theo cái phân cấp quản lý cán bộ để xem xét xử lý theo quy định. Như tin chúng tôi đã đưa, năm 1996, Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết Việc làm số 1 thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh, nay là cơ sở cai nghiện ma túy số 1, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ giao 315 ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhưng từ năm 1996 đến nay, đơn vị chỉ quản lý sử dụng 230,72 ha, không quản lý sử dụng 82,1 ha nên đã bị người dân lấn chiếm. Trong đó có 32,47 ha tại thôn 4 xã Kiến Thành và 13,28 ha nằm dọc quốc lộ 14 thuộc thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp. Đặc biệt, trong đó có 13 ha đã được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp cấp 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Vì vậy, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có công văn số 7270 yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp lập thủ tục thu hồi 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân trồng lấn lên diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ đã giao cho cơ sở cai nghiện ma túy số 1 theo kết luận thanh tra số 3029 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình nằm trong danh sách thu hồi, người dân vô cùng lo lắng. Là người dân thì tôi cũng biết mà thấy có bìa đất thổ cư là chúng tôi mua thôi. Đấy, là người dân thì chúng tôi cũng biết. Mà giờ vừa rồi đấy là coi nghe bảo là kết quả thanh tra như thế nào thì bây giờ là gây khó khăn cho người dân chúng tôi quá. Bởi vì là coi như là cần vốn liếng rồi hoặc là cần là sang nhượng là không thể sang nhượng được. Đấy, mà không cần vốn liếng là không thể là cầm cố được ở ngân hàng để mà làm ăn. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp và cơ sở cai nghiện ma túy số 1 hoàn thành các thủ tục giao trả đất về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lấp đã ban hành công văn 1910 đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, các địa phương tạm dừng các giao dịch và mọi vấn đề liên quan của người sử dụng đất có tên trong danh sách 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thu hồi do cấp sai quy định.